mấy khác chuẩn bị xuống cắt luôn nha các bạn. Rồi hiện tại cây dăm lẻ đang lên các cái giống đầy thơm nha các bạn. Vàng lúa này cũng trúng quá trời trúng nè các bạn ơi. Này lúc trước lấy cọc 5.900 nha, lấy cọc 5.900 nhưng mà trả cọc lại các bạn, trả cọc lại bán lại 5.900, lấy cọc 5.900 rồi ba trả cọc bán lại 6.600, tính ra cũng lời. Bây giờ lúa đang xuống các bạn ơi, lấy cọc 500 trả 1 triệu nha mọi người. Quá trời vàng ớt này tốt các bạn ơi, chín nhóc trơn sao không bẻ không biết. Ớt này được rồi, là lúc Tết bán có giá lắm mà nghe nói bây giờ đâu xuống còn 45.000, 40.000 ký giờ các bạn ơi. Chín nhóc hết trơn luôn nè, quá đẹp quá tốt. Rồi máy này chị lên ha, miếng này lấy cọc cũng lâu lắm rồi các bạn, lấy trước Tết lâu lắm rồi, lấy 5.900, tính ra trả cọc lại cũng còn lời các bạn.
Không. Thay lối rồi. Góc kìa.